Nếu anh em có nhu cầu mua robot, hãy ghé ngay robotviet.com, nơi bán robot giá rẻ, an toàn, uy tín. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Lockroot và có một cái thông báo mới cho mấy bạn nào gọi là chơi game. Thì game sắp tới thì nó sẽ có một cái bản update rất là lớn luôn, gọi là có thể là nó sẽ sửa lại hết toàn bộ gọi là game, có thể là nó sẽ sửa lại cái lối chơi của game thôi, còn đồ họa thì nó sẽ không sửa lại. Thì chúng ta bây giờ chúng ta nếu như bạn nào mà có cái Twitter hay là trên cái này gọi là cái gì ta, của admin này gọi là cái gì, cái đúng rồi, cái Twitter của mấy bạn nào của có theo dõi của Lockroot á, thì bạn sẽ đọc được. Thì hôm nay á, mình mới vừa nhận được gọi là game nó có cách chơi mới và này kia, nhưng mà mình sau khi mình đọc sơ á, cái này là riêng cá nhân bản thân mình thôi nha, mình thấy nó bị mất đi cái gọi là cái chất của cái tựa game Roblox này mọi người ạ. À, nó mất đi, thấy là nhiều thứ nó không có hay lắm. Đây, đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn coi thì trên cái Twitter nó có up cái gì đây, các bạn cùng mình xem coi nó admin nói cái gì trong đây ha. Và nhưng mà mình nhìn hình mình đoán được thì mình thấy nó thay đổi đi những thứ mà mình cảm giác như nó mất đi cái chất Roblox từ nhìn Roblox từ xưa nhà mình chơi mọi người ạ. Đây, còn đây mình sẽ cho các bạn coi ha. Đây là cái Twitter của Roblox nè. Đó. Sửa lại nè mọi người, nhìn nè ngoại hình nè. Nó có những cái hình mới nè, giống như kiểu cái này nó sửa lại, hình như là bên C1 nè, nó sửa lại đó. Cái này thì nhìn thì không biết chỗ nào, có thể là cái con thuyền ma hay gì đó. Cái này là ngoài hình nè, cái này là kiểu nó làm như thế này thì mình cảm giác nó không còn đẹp lắm, mà nó nghiêng về cái nó bắt cảm giác sao ta, nhiều khi là do không biết như thế nào thì mình cứ chờ đợi admin đi ha. Ờ, admin nói gì đây nè, đang làm cái gì nè mọi người, kiểu giống như kiểu là theo dõi cái channel của ông game robot này là mình sẽ biết. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có đây, coi thử các admin nói cái gì. Thiệt sự ra thì mình rất là dốt tiếng Anh, quét cái này mình dịch ra thử coi admin nói cái gì ha mọi người. Mình dốt tiếng Anh mình không dịch được, nếu như nói thì thời mai mình cũng biết được tí, chứ mà như thế này thì để mình coi thử coi. Trong suốt một năm nay chúng tôi sẽ bắt đầu tung ra những bản cập nhật này, vì vậy hãy sẵn sàng cho một thế giới phiêu lưu hoàn toàn mới. Cảm ơn. À, giống như kiểu là sẽ đổi nè. Nhưng mà mình muốn cho các bạn coi nó có một cái khác. Xíu nữa từ từ đi, chúng ta sẽ coi từ từ ha. Đây là kiểu như ngoại hình thôi, up mới, sửa lại các thứ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì đây? Tiếp theo nữa, bài cũng là một dòng tiếng Anh. Mình giấu tiếng Anh thì mình dịch thôi. Với tất cả những nâng cấp này, Lockroot sẽ được chuyển thành trải nghiệm chất lượng cao và những người chơi xứng đáng sẽ yêu thích. Bạn có thể mong đợi cuộc phiêu lưu nâng cao. À, giống như kiểu nói về vấn đề. Đây, cái đó là những cái xoay quanh thôi. Cái quan trọng nhất là mình muốn nói đến cái này. Đây, mọi người thấy này. Trước tiên chúng ta từ từ dịch đi. Đây, trái quỷ. Mọi người bỏ điểm tím vào. Cái gì đó không biết, điểm tím hay cái gì đó chả biết nữa. Tiền, Billy hay là cái gì đó. Thì mọi người sẽ được up đam lên. Ủa, trái ác quỷ up đam lên, lấy cái này, lấy những cái món đồ khác để up đam cho cái trái ác quỷ lên, thì nó có được gọi là một tựa game Lockroot đúng không mọi người, đúng không? Nó có nghe nó có hơi xàm xàm không vậy? Giờ tự nhiên đập giống như kiểu đập lên là nó mạnh hả, là gọi là tăng sức mạnh hả, bút đam hả, sơn lên bút đam hay gì, nghe nó hơi sai chỗ này rồi đó. Cái này là cái đầu tiên mình, khi mình vừa vào mình lướt sơn một xíu, mình thấy đập vào mắt mình là cái vấn đề này, là mình thấy nó hơi sầm thàm rồi đó. Đó, cái này là cái đầu tiên mình muốn nói đến. Mình thiệt sự là mình thấy nó hơi tào lao. Cái thứ hai là cái gì đây? Cái này là ALL cái gì 300 mythical cron, cái này là cái legend. Mấy cái này là cái gì mình không biết được, để xíu nữa mình dịch ha. Đây, chỗ này cũng có dịch nè. Những đó là không phải là tất cả, chúng tôi sẽ giới thiệu cho người chơi hoàn toàn mới, sẽ đưa Roblox trở thành một trong game nhập vai thực thụ với các nhiệm vụ là loại vật phẩm, tiến trình nhân vật, hệ thống khám phá. À, có giống như kiểu là mọi người sẽ được nhận nhiệm vụ để làm và nhập vai gì đó, nói chung là như vậy. Để mình coi thử coi còn cái vấn đề này hiện nguyên dịch mình có thể dịch ra được ngoài đúng không, dịch được nè.
cơ chế hoàn toàn luôn, trở thành một game nhập vai à. Nhập vai nhưng có thể là nó trở thành game nhập vai để chúng ta có thể là không còn đi farm quái hay làm nhiệm vụ bình thường nữa, mà bây giờ nó sẽ giống như kiểu là đưa cho mọi người những cái nhiệm vụ để đi tìm kho báu chẳng hạn như gì đó. Nhưng mà mình thắc mắc là cái này để tạo ra cái này để làm cái gì? Ok, để coi thử còn cái gì nữa ha. Đây hiện thì còn cái này là mới nói gì, chúng ta có thể bấm như là chúng ta dịch đúng không? Dịch được không? Đây dịch được nè. Cũng sẽ có những cải tiến đáng kể với điều khiển di động và hiệu suất chơi. Tôi biết là bạn thiết bị di động có thể là kiểu nó update trên điện thoại hay chơi mượt hơn. Đấy. Để coi tiếp coi còn cái gì nha mọi người. Chúng ta tập trung vào những cái hình này đi. Đây, tập trung vào chỗ này đi. Cái chỗ trên kia thì qua rồi, chúng ta chủ yếu là coi thử có nó nói cái gì thôi. Tất cả trò chơi sẽ là tốt, có thể tốt khu vực. Cái khu vực lỗi thời kiểu như là nó sẽ đập đi xe lại mọi người ạ. Kiểu như là đây, nó đập đi xe lại, cái này là hình như là bên C2 nè. Đúng rồi, nó đập đi xe lại thôi. Follow the... Cái này là cái gì nhỉ? Chưa hiểu lắm, cái này là cái gì thì mình chưa hiểu lắm. Việc làm giao diện hoàn chỉnh đang... giờ cái giao diện thì mọi người thấy á, cái giao diện nó có giống một cái tựa game điện thoại các bạn hay chơi không? Nó là nó thuần một cái tựa game điện thoại rồi đấy. Nhưng mà mình... Ok. Gì đây? Ngoại hình của những thanh kiếm được làm lại nè. Nhìn đẹp đó. Đây là tam kiếm nè. Đây là Enma và cây gì đó quên rồi, đinh ba gai đồ các thứ. Này là chắc là không phải đinh ba gai, này có thể là đinh ba gai hoặc là cây gì chả nhớ rồi. Còn cây này là cây gì, cái này cây gì thì không biết nha. Đấy, chúng ta coi những cái hình đi. Cái này thì ở bên C1 chắc có thể ở bên C1 sửa lại này hết rồi, nó chỉ có đơn giản như thế này thôi. Nói chung là cái thứ nhất là gì, admin sẽ đập đi xe lại từ game này và nó sẽ có giao diện mới. Và thứ hai là chúng ta có thể nhập vai vào game, giống như kiểu là mọi người, nó sẽ cho mọi người những cái nhiệm vụ để lấy những cái nguyên liệu để nâng cấp vũ khí và nâng cấp trái ác quỷ. Nhấn mạnh là nó có thể nâng cấp trái ác quỷ nha mọi người. Thiệt sự ra thì làm sửa lại và như thế nào đó mình cũng ok, có thể đưa sự kiện khác cũng được nữa, nhiệm vụ khác cũng được nữa, vẫn bình thường. Nhưng mà cái điều quan ngại là mọi người có thể nâng cấp một trái quỷ lên. Trái quỷ sức mạnh nó như thế nào thì cứ để yên như vậy thôi. Nâng cấp lên làm cái gì? Ôi là trời, cái này thì riêng gọi là riêng cá nhân mà thôi, mình không thích cái vụ này thôi mọi người. Còn không biết mấy bạn thì mấy bạn, nếu như mấy bạn nó vui tai, nó giống lửa chùa đó, hơi giống lửa chùa đấy. Thì mấy bạn nào thích chơi lửa chùa, chơi Fire Fire thì chắc bạn sẽ thích những cái sự kiện này. Thì mình chỉ muốn nói đơn giản thôi, chuẩn bị một cái update mới, update rất là lớn luôn. Có thể là đập đi xe lại tất cả những cái gọi là mọi người nhìn cái đồ họa nó bắt đầu nó khác này nè, nó khác đi một xíu nè. Đó. Thì không biết là sắp tới thì khi nào nó up, nhưng mà nó thông báo như thế này chắc cũng phải up sớm thôi. Khoảng chắc là nghĩ là chắc trong tháng 3 nó sẽ up mọi người ạ. Rồi, cái video này thì mình chỉ muốn nói là tụi game nó chuẩn bị có update lớn và có thể là gameplay nó sẽ sửa lại hoàn toàn. Chúng ta không phải là đi săn multi, không phải là chỉ cắm đồng phong cấp, có thể là nó sẽ có nhiệm vụ cốt truyện mọi người, giống như kiểu mọi người chơi game nhập vai, chơi game offline, chơi game Steam á. Đó, giống như kiểu nhiệm vụ mọi người đi theo cốt truyện để mọi người tìm được tìm kiếm kho báu One Piece nó chẳng hạn như vậy. Nhưng mà đối với mình thì gameplay khi mà nó sửa lại như này thì mình thực sự mình không thích nha. Còn đối với bạn như thế nào thì bạn có thể comment bên dưới luôn. Còn mình thì mình thấy nó làm như vậy thì nó giống như kiểu là đơn giản một vậy thôi. Ví dụ giờ trái quỷ mấy bạn mặc item vào, mấy bạn mặc đồ vào, mấy bạn đánh ngâm 5.000 dam đi. Trong khi đó mấy bạn nó vui ha, nhiều khi cái item đó mấy bạn bỏ tiền ra, mấy bạn mua đồ robot đi, bạn mua những cái món đồ để mấy bạn mua bằng robot để mấy bạn đập cái trái quỷ đó lên cho nó tăng được sức mạnh lên đó. Cái đó gọi là sơn súng tăng đam, còn này sơn trái quỷ tăng đam mà nó có khác gì nhau không y chang. Cái này là mình không chơi lửa chùa lên mình nói như vậy, không chơi Viva nó lửa chùa hoài chúng nó chửi. Thì như vậy thì gọi là nó bị mất cân bằng game rồi đó mọi người. Nếu mà thực sự y những gì mình lời mình nói thì có thể là
bước đi này admin làm không đúng rồi đó. Nói chung là cứ chờ đợi thôi. Mình thì mình cũng là một gọi là người chơi, người trải nghiệm game mà làm video game cho bạn xem thôi. Khi nào mà game update thì mình làm tiếp tục thôi. Còn chứ bây giờ nói trước thì mình cũng không biết nó sẽ như thế nào. Thôi rồi, mình sẽ kết thúc cái clip mà gọi là cùng với bạn xem coi chuẩn bị admin làm cái gì trong tựa game này. À, thì nói lại ha, update lớn, sửa lại tất cả kiểu giống như kiểu là những cái kiến trúc á, là giống như kiểu mấy cái đồ, mấy cái nhà ngôi nhà này kia cũ á, sẽ sửa lại. Và ngoại hình kiếm cũng sửa lại luôn. Và có một cái cách chơi mới nữa, có thể là nhập vai đi đi tìm kho máu hay là đi đánh hòn đảo chẳng hạn, linh tinh nhiều hơn lắm. Rồi chúng ta cứ chờ đợi đi, admin mà show như vậy hết rồi, chuẩn bị cũng up thôi mọi người. Rồi cảm ơn mọi người, chúc thời gian xem clip mình nhau luôn nhé. Clip xong, cái này thì chúng ta chỉ biết chờ đợi thôi mọi người ạ. Cũng chưa chắc là admin sẽ cho theo cái kiểu mà sơn trế quỷ răng đao đâu. Hy vọng là sẽ như vậy.